Bảy lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh. Đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo trong tim. Và chỉ có người nào nhận thức được về mình, thì người đó mới thực sự thức tỉnh. Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến con người ta luôn bận rộn để mưu sinh mà quên mất đi những cái bình dị an lạc của cuộc đời. Mời quý Phật tử cùng nghe những lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an, giác ngộ để tìm về với cuộc sống an lạc, bình dị. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể hành việc thiện dù là nghịch cảnh trái ngang. Với những người đã đạt cảnh giới cao trong cuộc đời, giác ngộ, tỉnh thức, hiểu thấu luân thường đạo lý, để tai luôn kề cận với những lời nói ác ý hay những hành động bị người khác hãm hại, một ngày kết thúc với chiếc bụng đói, quần áo, nơi ở thiếu thốn, nhưng nụ cười vẫn luôn hé nở trên môi. Sau đây là những nguyên nhân khiến tâm ta không thể thanh tịnh. Đức Phật có dạy rằng, đứng trước mỗi sự việc không như mình muốn, chúng ta cần phải đi sâu hơn và sâu hơn nữa, để tìm cho ra những nguyên nhân đang gây rắc rối cho chúng ta. Khi đã nắm rõ được nguyên nhân, nền tảng phát sinh ra các vấn đề khiến ta căng thẳng, mất bình tĩnh, thì ta sẽ tìm được các phương pháp giải quyết hợp lý, hợp tình. Trong đó, phiền muộn, u buồn của con người ta có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nó tồn tại dưới nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. Có những nỗi buồn chỉ là man mác, nhưng cũng có những nỗi buồn lại thấu đến đau lòng. Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào, thì chúng ta cũng cần sự kiểm soát để khiến lòng thanh thản và bình yên. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình. Họ vẫn đang chống chọi từng ngày để vượt qua. Và quan trọng hơn cả là vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình. Đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè, và còn có cả những ngã rẽ khác bạn có thể đi. Dưới đây là 7 lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, dành cho những người đang có tâm sự hay phiền muộn để cuộc sống thêm an yên. Thứ nhất, thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc vất vả, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Con người ta luôn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi quên mất rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được. Nó không ở đâu xa, mà ở trong chính tâm hồn của mình. Nếu tâm của bạn bớt tham lam, sân si, ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản, hạnh phúc và cuộc sống bỗng nhẹ nhàng, bình yên làm sao. Thứ hai, tức giận chỉ là một cục than hồng, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân của chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta cáu gắt, quát nạt với mọi người xung quanh, nhưng bản thân ta đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn đang tức giận. Người ta thường nói, giận quá thì mất khôn. Những câu nói nặng nề vô tình của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Sự tổn thương đó vô tình cũng khiến bạn mất đi những người quan trọng nhất với mình. Đừng để những lời nói và hành động lúc nóng giận nhất thời khiến ta ân hận cả một đời. Thứ ba, suy nghĩ sẽ định hình nên con người bạn. Bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn chính là thế đấy. Chúng ta nghĩ mình vô dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bản thân ta chẳng thèm hành động. Chúng ta nghĩ mình thông minh, dĩ nhiên chúng ta sẽ thông minh, vì tự bản thân ta biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, giữ cho tâm được thanh tịnh,
thì mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp lên thôi. Do đó, cuộc sống sẽ ít đi những u buồn, phiền muộn. Vì lúc nào con người ta cũng cố biến mọi thứ ta gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Thứ tư, nếu biết người là thông minh, thì biết mình chính là giác ngộ. Chiến thắng chính bản thân mình còn dễ dàng hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là bài học sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng cần biết. Tự chinh phục cái tâm của mình chính là cửa ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, thiền định là cách tốt nhất để chúng ta hiểu đúng về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích cái gì, làm gì để thỏa mãn nó, chính là cách để con người ta sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có những người đã mất cả đời chỉ để làm điều này mà thôi. Thứ năm, thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ từ tâm. Nếu còn đố kỵ thì chắc chắn tâm ta sẽ còn buồn phiền, không thể thanh tịnh. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận và vui cho sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản thanh tịnh rồi, lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến cho con người ta dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ đôi khi chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn. Thậm chí, chỉ vì sự đố kỵ mà con người ta có thể biến chất trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới. Thứ sáu, nhân từ với tất thảy mọi người. Hãy nhớ luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kể cả kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ riêng. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với mọi người, vì mỗi người đều có những nỗi khổ riêng mà chỉ có họ mới hiểu thấu. Nếu có người ta nhìn nhận mọi việc bằng con mắt nhân từ và sự tốt đẹp, thì cuộc đời ta cũng sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm căn chúng ta sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà chúng ta dành cho người khác. Thứ bảy, vạn sự tùy duyên. Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên. Dính nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy tất cả sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi. Chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí, mà chính là tự bồi dưỡng cho bản thân một tâm thanh tịnh trước mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời. Mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thanh tịnh chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay là u ám, đường đời có gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được bình an và thanh thản. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì cuộc sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì cũng nên buông bỏ, thuận theo duyên. Hết thảy đều sống thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, thanh thản nhất. Lời Phật dạy về giác ngộ cho tâm thanh tịnh giúp ta hiểu được rằng con người ta dù phải sống trong nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm thanh tịnh, miệng không khẩu nghiệp thì luôn tìm được những niềm vui, hạnh phúc từ nhiều điều đơn giản nhất. Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn, gạt bỏ những căng thẳng nhỏ, xử lý mọi việc với một cái tâm thanh tịnh sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ,
ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm, nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông. Thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì hết đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu án chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an hạnh phúc. Thế nên trì giới
cũng là cách tạo ra phước báu mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi, thông minh, giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên, những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn, thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn Giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã, những sự đấu tranh không cần thiết, cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy, dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó, ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào, cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong tám món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống cháo mền khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ tám, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp
thì quá là điều tuyệt vời. Thậm chí, có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe Pháp, cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc, bình an. Nếu biết lan tỏa điều này, để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ 9, thiền định. Càng ngày, có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản, nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, các phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên, hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên, chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế, trong cuộc sống, luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phúc báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phúc báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phúc báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phúc báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phúc báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức, mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Sự tích tháng Vu Lan báo hiếu. Tháng 7 âm lịch hàng năm,
người ta hay gọi là tháng Du Lan báo hiếu, hay còn gọi là tháng bảy cô hồn. Tháng Du Lan báo hiếu bắt nguồn từ sự thích về lòng hiếu thảo của ông Mục Kiền Liên đối với thân mẫu của mình. Vốn là một tu sĩ khác đạo, Mục Kiền Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, được liệt vào hàng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Sau khi đã chứng quả A-la-hán, Mục Kiền Liên nhớ về mẫu thân, bèn dùng tuệ nhãn nhìn xuống cõi khổ và thấy mẹ mình đang bị đọa vào kiếp ma quỷ, tức là quỷ đói, ở nơi địa ngục A Tỳ. Nhìn thân mẹ tiều tụy, đói không được ăn, khát không được uống, Mục Kiền Liên vận dụng phép thần thông đến với mẹ và dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng ác nghiệt làm sao, những hạt cơm cứ đến gần tới miệng mẹ thì bỗng quá thành lửa. Không có cách nào khác, Mục Kiền Liên trở về bạch chuyện với Đức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật cho Mục Kiền Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông phải sinh vào đời ác đạo làm loài ngạ quỷ. Phật dạy một mình Mục Kiền Liên thì vô phương cứu mẹ, mà phải nhờ đến quy đức của chúng tăng khắp nơi đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi mới được. Mục Kiền Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các chị đã đạt được sáu phép thần thông. Nhờ công đức chú nguyện của các chị này thì vong linh mẹ Mục Kiền Liên mới thoát khỏi khổ đau. Phật lại dạy Mục Kiền Liên sắm đủ các món thức ăn, hương dầu đèn nến, dâng cúng các vị chư tăng vào đúng dịp rằm tháng bảy, lập đại tràng để cầu nguyện trước khi thọ thực. Các vị chư tăng sẽ nhất tâm chú nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Mục Kiền Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả nhiên, dông mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sinh về cảnh giới lành. Phật tử Trung Hoa gọi lễ cúng này là phóng diêm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ. Tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa. Nhưng nhân gian thì hiểu rộng ra và nói trái đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Vì cúng bái cô hồn có liên quan đến một câu chuyện giữa ông A Nan và một con quỷ miệng lửa diêm khẩu. Câu chuyện như sau. Một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tỉnh thức thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng 3 ngày sau, A Nan sẽ chết và luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó. A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói, ngày mai ông phải thế cho bọn ma quỷ chúng tôi mỗi đứa một bọc thức ăn và soạn để cúng dường tam bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên. A Nan bèn đem chuyện bạch với Đức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú gọi là Cứu Bạc Diêm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni. A Nan đêm tụng trong lễ cúng và được thêm phúc thọ. Tục cúng cô hồn bắt đầu từ sự tích này, nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là phóng diêm khẩu, với nghĩa gốc là thả quỷ miệng lửa. Về sau lại được hiểu rộng ra và nói trái đi thành cúng thí cho những vong hồn vật vờ, hay còn gọi là cô hồn. Tín ngưỡng dân gian cũng lưu truyền một sự tích khác về quỷ đói. Tương truyền có một gia đình giàu có, nhờ bán nước mía. Một hôm, có một nhà sư tới xin nước mía để về chữa bệnh. Người chồng đi vắng dặn vợ ở nhà tiếp đãi nhà sư cẩn thận. Nhưng bà vợ tham lam keo kiệt đã lén đi tiểu vào bát của nhà sư, sau đó trộn chung với nước mía. Nhà sư tinh thông biết chuyện, đã đổ bát nước đi và bỏ về. Sau này người vợ chết đi do tội lỗi của mình nên bị đầu thai thành thứ quỷ luôn luôn đói khát.
sống ở nơi bẩn thỉu nhớp nhúa gọi là quỷ đói. Để xoa dịu lấy lòng ngạ quỷ và các cô hồn, người ta tổ chức lễ cúng cô hồn trong lễ này đều tuyệt đối bị cấm xơ vào thức ăn trên mâm cúng như gạo, cháo, muối. Người xưa lý giải rằng làm như vậy là chọc giận ma quỷ, chúng sẽ gieo rắc căn bệnh bí hiểm lên người phạm thượng. Ngoài ra, khi đốt vàng mã hối lộ cho các loại quỷ, ông bà xưa cũng cấm con cháu bước lên hoặc lại gần dùng đốt lửa. Nguyên nhân là gì? Lửa sẽ mở ra cánh cửa vào thế giới linh hồn. Nếu chẳng may giẫm phải, sẽ bị quỷ dữ lôi kéo trêu ghẹo. Làm thế nào để tránh tà cho 12 con giáp trong tháng 7 cô hồn? Tuổi Tý sinh tháng 11 âm lịch. Chuột vốn dĩ kích hoạt động về ban đêm. Tuy nhiên trong tháng cô hồn nên hạn chế, nhất là những người sinh vào tháng 11. Theo lịch âm lại càng phải lưu ý. Tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Phàm là những người tuổi Hổ mà sinh vào tháng 7 âm lịch thường tính tình vui buồn thất thường, tâm tính bất ổn, dễ bị ngoại cảnh tác động, càng dễ bị âm khí xâm lấn gây nhiều nguy hiểm. Vì thế tốt nhất người này nên ở trong nhà để né tai họa bất ngờ trong tháng cô hồn. Tuổi Mùi sinh vào tháng Chạp. Người tuổi Mùi sinh vào tháng Chạp thường xuyên có cảm giác bất an lo lắng, ra ngoài gặp phải hiện tượng kỳ lạ, càng ảnh hưởng tới tâm lý, nhất là trong tháng cô hồn. Vì thế tốt nhất bạn nên tránh đi đêm để hạn chế điều phiền muộn. Tuổi Dậu sinh vào tháng 2 âm lịch. Đa phần những người tuổi Dậu sinh vào tháng 2 âm lịch khá nhạy cảm, trái tim lại vô cùng yếu đuối. Tháng 7, nhiều âm khí lại không có lợi cho người này. Vì thế, kiêng đi đêm tháng cô hồn được thì càng tốt. Người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi và giờ Tý. Những người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi tức là từ 21 giờ đến 23 giờ. Và giờ Tý tức là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Mệnh khí tự thân dưỡng âm, dương khí không đủ, nên ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối trong tháng cô hồn để bình an vô sự. Tuổi Sửu sinh vào giờ Tý. Trong danh sách những con giáp kiêng đi đêm tháng cô hồn, chắc chắn sẽ có người tuổi Sửu sinh vào giờ Tý, tức là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Người này mệnh khí đã suy yếu, càng nhạy cảm với âm khí. Người này rất dễ nhìn thấy những hiện tượng lạ, bị chúng làm phiền nhiễu. Vì thế, trong tháng ma quỷ, tốt nhất người này không nên đi ra ngoài vào buổi đêm. Trong trường hợp bắt buộc, nên có người nhà đi cùng. Tuổi Tỵ sinh vào giờ Ngọ. Những ai cầm tinh con rắn mà lấy sinh vào giờ Ngọ, tức là từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa, tinh lực yếu, dễ bị âm khí xâm nhập, khiến sức khỏe càng suy giảm, cũng cần hạn chế ra ngoài trong tháng 7 âm lịch. Tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch. Thể trạng của những người tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch khá yếu, lại thường xuyên bị tiểu nhân dây hãm, nhiều chuyện muộn phiền. Để tránh tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng, người này nên hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm trong tháng cô hồn. Ngày xá tội vong nhân bắt nguồn từ tích cũ của Trung Hoa, gắn liền với truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan để ma quỷ trở lại cõi trần gian, và đến rằm thì tất cả phải trở về, cửa địa ngục sẽ đóng lại. Ngày nay mâm cỗ cúng cô hồn thường có một đĩa muối gạo, 12 chén cháo trắng nấu lòng hoặc cơm trắng ba dắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, mía để nguyên vỏ và chặt thành từng khúc nhỏ, độ dài 15 cm, bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá, bỗng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, hoa quả 5 loại, 5 màu ngũ sắc, nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ, chú ý không cúng xôi gà đồ mặn. Khi rải tiền vàng ra mâm, để 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng từ 3 đến 5 hoặc 7 cây hương. Bài lễ và cúng ngoài trời dưới đất.
sở dĩ cháo không thể thiếu cháo loãng, vì dân gian quan niệm rằng những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp, nên cũng không thể nuốt được những thức ăn thông thường. Muối và gạo sau khi cúng xong phải rải xuống đường, mang ý nghĩa tiễn cô hồn đi. Như vậy, những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn đều thiếu cơ sở khoa học, chỉ là thói quen và tâm lý có kiêng có lành của người Việt. Vì thế, cúng cô hồn vào thời điểm nào trong ngày để người dân thực hiện việc cúng lễ rằm tháng 7 đúng đắn nhất? Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ đã từng dạy rằng ngày rằm tháng 7 không phải ở chỗ mâm cao cổ đầy, mà là ở thái độ và lương tâm của mỗi người. Trong ngày này, các gia đình nên lên chùa làm lễ du lan, cầu siêu tỏ lòng báo hiếu đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên vào ban ngày. Sau đó, về nhà làm một mâm cơm chay, thắp hương lên bàn thờ Phật và bàn thờ người thân. Còn việc thiết lập mâm lễ cúng cho những cô hồn chưa siêu thoát nên thực hiện vào buổi chiều tối. Mâm lễ cúng nên đặt ngoài sân, không đặt ngoài bầu cửa. Nếu không muốn cúng cô hồn tại nhà, có thể cúng tại chùa. Dịp việc cúng rằm tháng 7 tại tư gia nên thực hiện theo các khóa lễ sau: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực, cúng cô hồn và phóng sinh. Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên, dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp.
tâm mang nặng nhiều thứ, ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây, buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoài nghi. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười
trải đến vô chung. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau, phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ, công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn, qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên, chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược. Cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Này bạn, đời dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trái tai gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng, gặp gỡ nhiều hạng người
mới biết sự đáng quý của tình bạn. Va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung. Dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành. Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh. Ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do. Khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Cái tôi thường thấy tổn thương khi đời chê bai xúc phạm. Mặc kệ, cứ để nó buồn, đừng trốn chạy, đừng đeo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu. Biết vui nào rồi cũng cạn, bao làn sóng cả chìm sâu. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu. Đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui. Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát, giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào, phải chăng xa vắng ồn ào lặng im. Ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét,
nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình, thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khác không phải là nhấc lên mạnh, mà là để xuống nhẹ. Kính không phải là đối với trên, mà là xử với dưới. Đẹp không phải là hút người vào, mà là giữ người ở lại. Xấu không phải tại gương mặt, mà ở tại cách sống. Buồn không phải do bên ngoài, mà là ẩn ở bên trong. Vui không phải do có thật nhiều, mà là do buông xả. Khéo không phải tạo điều to, mà là làm điều nhỏ. Hay không phải là ngạc nhiên, mà là sự thú vị. Thước đo của đời người không phải thời gian sống, mà là sự tỉnh thức và cống hiến. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng trần cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ, liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút, lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu,
những đau khổ từng nếm trải. Tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn,
tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ, lúc cảm thấy lẻ loi có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Một mình có thể sẽ hơi buồn, đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn, đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi, đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi, không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối, đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực, đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng yên, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa, đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận. Cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông,
mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo để không phải hối hận trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người đã hiếu kính, còn nơi để quây quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Khi con cháu không làm phiền bạn nữa là lúc chúng đã trưởng thành, rời xa vòng tay bạn. Lúc cha mẹ không còn làm phiền bạn nữa, rất có thể họ đã không còn trên cõi đời này. Nếu người yêu không làm phiền bạn nữa, chắc hẳn họ đã có người khác để tìm đến. Bạn bè cần nhưng không phiền bạn nữa, phần nhiều đã có sự ngăn cách nào đó không thể vượt qua. Thật ra trên đời con người luôn cần có nhau để giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhờ những lúc qua lại giúp đỡ đó mà hóa giải bao muộn phiền, nảy sinh sự gắn bó, kinh qua những trải nghiệm thú vị, hiểu biết thêm nhiều tri thức mới. Đấy chính là cuộc sống. Vì thế, hãy trân trọng những người đang làm phiền bạn, và hãy cảm ơn nếu ai đó từng tìm đến bạn. Khi đã có cho mình ước mơ thì đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc. Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần, đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang cần gì và muốn gì.
Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được, thất bại mấy mươi lần là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có thế nào cũng đừng vội vàng nản lòng. Sinh ra không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Phụ nữ thông minh nên biết rằng những thứ không thuộc về mình hoàn toàn thì chớ dại dây vào. Còn những thứ vốn dĩ đã là của mình thì không cần mất quá nhiều sức lực và tâm trí để mong có được nó. Nhất là đàn ông, họ cũng giống như chúng ta, có suy nghĩ, có con tim, có trí tuệ, chứ không phải là đồ vật vô tri vô giác mà phải đợi chúng ta chiếm đoạt. Chiếm đoạt được thì chắc gì đã giữ gìn tốt. Cái gì tự nguyện thuộc về mình mới đáng được trân trọng, vì lúc đó họ đã toàn tâm toàn ý với mình. Nếu giành giật mới có được tình yêu và trái tim từ một người nào khác thì đó không còn được gọi là tình yêu. Sự tự nguyện mới có được lòng tin. Sự thành thật trong tất cả mọi vấn đề mới có thể giúp cả hai giải quyết được mọi mâu thuẫn. Nếu giành giật được từ tay người này thì trước sau gì cũng có người khác giành lại từ tay mình. Trong cuộc chiến này, không phải ai giành giật cao siêu hơn thì sẽ thắng cuộc. Có được người đàn ông như mình mong muốn và tình yêu mà mình hằng mong ước. Cốt lõi, đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ mới chính là vấn đề. Đàn ông dễ dàng để người con gái khác có được tình yêu của mình thì không bao giờ có thể chung thủy trọn vẹn tình sâu được. Gặp đúng người thì trao đi tình yêu dễ dàng là chuyện tất yếu. Nhưng gặp ai cũng rung động, cũng muốn yêu thương, cũng muốn bên cạnh đối phương thì đó là sự dễ dãi. Tất cả chỉ cách nhau trong gang tấc, và tình yêu đích thực cũng vì lẽ đó mà mất đi một cách không thương tiếc. Đến khi kịp nhận ra thì tình yêu đã không còn tồn tại nữa. Những người không thật tâm với mình thì chớ nên đặt kỳ vọng. Có những thứ dù cố gắng tỏ ra bao dung nhiều đến đâu vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng phản bội là phản bội, lừa dối vẫn luôn là lừa dối. Yêu một người không biết trân trọng bạn thì họ cũng sẽ không biết trân trọng những người phụ nữ khác. Yêu một người không biết cô gái của mình đã bao đêm rơi nước mắt thì chắc chắn nước mắt của những cô gái xung quanh họ cũng chẳng hề thấm tháp gì. Cái mà người ta trân trọng nhất cũng chỉ có bản thân ấy, con người ấy. Đó là bản tính ích kỷ của một con người. Thương thì rác bỗng thành hoa, ghét dù hoa đẹp chỉ là rác thôi. Thương thì vật hóa ra người, ghét người xem chẳng khác loài vật kia. Thương xa cách mấy cũng kề, ghét bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng. Bởi thương bởi ghét vô cùng nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau. Vui thì hoa héo tươi màu, buồn dù rộn tiếng cười sau vẫn buồn. Vui đời bóng đẹp lạ thường, buồn ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng. Vui ngồi hát giữa vô thường, buồn nhìn quanh những tấn tuồng thở ra. Vui nghe chửi giống bài ca, buồn bao tán thán suýt xoa vẫn buồn. Nắng mưa còn có ngọn nguồn, buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trường ô. Vui buồn muôn kiếp sống xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu
cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Đôi khi cần biết dại khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toán, để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng, trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi, để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay chừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toan cánh cửa chân như bước về. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước
Khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện, có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình, và sống những ngày tháng đáng tự hào. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng. Có khi mưa gió, có lúc quang đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Một đoạn đường nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm: nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình châu mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụn về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắt trong đời.
Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bản chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận bẻ bàng. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục.
không có phiền não khổ đau, sao gọi là cuộc đời. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gần, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000%. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm.
đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy, người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình, hơn ai hết bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học, thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật, và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật, thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu
thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngẫm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa.
cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặng. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Bất luận đối với bạn bè hay người thân, không cần lời lẽ khéo léo, chân chất thật lòng là được. Không cần thề non hẹn biển, nói được làm được là được. Không cần phân tích thiệt hơn, đôi bên hiểu nhau là được. Không cần nghi ngờ phỏng đoán, cảm thông tin tưởng là được. Không cần nhiệt tình nóng vội, từ tốn bao dung là được. Không cần nửa bước không rời, trong lòng có nhau là được. Không cần mãnh liệt nổi sôi, gắn bó đến cùng là được. Không cần giàu sang phú quý, bình an khỏe mạnh là được. Chọn nghề nghiệp đúng thì thành công một đời. Chọn bạn bè tốt thì khôn ngoan một đời. Chọn hoàn cảnh phù hợp thì vui vẻ một đời. Chọn tri kỷ thiện lành thì hạnh phúc một đời. Chọn cách sống lạc quan thì thanh thản một đời. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cây đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Sự thật có sáu chữ, giả dối cũng xấu luôn. Mặt trái
và mặt phải trắng đen, ôi khó lường. Tình yêu có bảy chữ, phản bội cũng thế thôi. Chúng là hình với bóng, rất dễ dàng đổi ngôi. Chữ yêu là ba chữ, chữ hận cũng là ba. Người say men hạnh phúc, kẻ thành lý mạc sầu. Bạn bè có năm chữ, kẻ thù đếm cũng năm. Hôm nào lời ngọt mật, hôm nay chìa dao găm. Từ vui có ba chữ, tiếng sầu cũng đồng như. Quá vui thường mất trí, mất trí đời đổ hư. Chữ khóc có bốn chữ, cười cũng vậy giống in. Ai giòn cười tươi khóc, ấy cảm thọ nhận chìm. Cuộc sống là hai mặt, giới tuyến một đường tơ. Chấp nhận mà không vướng, nhẹ bước qua hai bờ. Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Có câu, nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ, mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang, thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu
vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Bảy lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh. Đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo trong tim. Và chỉ có người nào nhận thức được về mình, thì người đó mới thực sự thức tỉnh. Cuộc sống với những bộn bề lo toan, khiến con người ta luôn bận rộn để mưu sinh, mà quên mất đi những cái bình dị an lạc của cuộc đời. Mời quý Phật tử cùng nghe những lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an, giác ngộ để tìm về với cuộc sống an lạc, bình dị. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể hành việc thiện dù là nghịch cảnh trái ngang. Với những người đã đạt cảnh giới cao trong cuộc đời, giác ngộ, tỉnh thức, hiểu thấu luân thường đạo lý, để tai luôn kề cận với những lời nói ác ý hay những hành động bị người khác hãm hại, một ngày kết thúc với chiếc bụng đói, quần áo, nơi ở thiếu thốn, nhưng nụ cười vẫn luôn hé nở trên môi. Sau đây là những nguyên nhân khiến tâm ta không thể thanh tịnh. Đức Phật có dạy rằng, đứng trước mỗi sự việc không như mình muốn, chúng ta cần phải đi sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn nữa, để tìm cho ra những nguyên nhân đang gây rắc rối cho chúng ta. Khi đã nắm rõ được nguyên nhân, nền tảng phát sinh ra các vấn đề khiến ta căng thẳng, mất bình tĩnh, thì ta sẽ tìm được các phương pháp giải quyết hợp lý, hợp tình. Trong đó, phiền muộn, u buồn của con người ta có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nó tồn tại dưới nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. Có những nỗi buồn chỉ là man mác, nhưng cũng có những nỗi buồn lại thấu đến đau lòng. Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào, thì chúng ta cũng cần sự kiểm soát để khiến lòng thanh thản và bình yên. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình. Họ vẫn đang chống chọi từng ngày để vượt qua. Và quan trọng hơn cả là vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình. Đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè, và còn có cả
những ngã rẽ khác bạn có thể đi. Dưới đây là 7 lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, dành cho những người đang có tâm sự hay phiền muộn để cuộc sống thêm an yên. Thứ nhất, thanh tịnh nằm ở trung tâm. Cả đời làm việc vất vả, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Con người ta luôn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi quên mất rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được. Nó không ở đâu xa, mà ở trong chính tâm hồn của mình. Nếu tâm của bạn bớt tham lam, sân si, ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản, hạnh phúc và cuộc sống bỗng nhẹ nhàng, bình yên làm sao. Thứ hai, tức giận chỉ là một cục than hồng, có thể làm đau người khác. Nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân của chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta cáu gắt, quát nạt với mọi người xung quanh. Nhưng bản thân ta đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn đang tức giận. Người ta thường nói, giận quá thì mất khôn. Những câu nói nặng nề vô tình của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Sự tổn thương đó vô tình cũng khiến bạn mất đi những người quan trọng nhất với mình. Đừng để những lời nói và hành động lúc nóng giận nhất thời khiến ta ân hận cả một đời. Thứ ba, suy nghĩ sẽ định hình nên con người bạn. Bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn chính là thế đấy. Chúng ta nghĩ mình vô dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bản thân ta chẳng thèm hành động. Chúng ta nghĩ mình thông minh, dĩ nhiên chúng ta sẽ thông minh, vì tự bản thân ta biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, giữ cho tâm được thanh tịnh, thì mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp lên thôi. Do đó, cuộc sống sẽ ít đi những u buồn, phiền muộn, vì lúc nào con người ta cũng cố biến mọi thứ ta gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Thứ tư, nếu biết người là thông minh, thì biết mình chính là giác ngộ. Chiến thắng chính bản thân mình còn dễ dàng hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là bài học sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng cần biết. Tự chinh phục cái tâm của mình chính là cửa ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, thiền định là cách tốt nhất để chúng ta hiểu đúng về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích cái gì, làm gì để thỏa mãn nó, chính là cách để con người ta sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có những người đã mất cả đời chỉ để làm điều này mà thôi. Thứ năm, thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ từ tâm. Nếu còn đố kỵ thì chắc chắn tâm ta sẽ còn buồn phiền, không thể thanh tịnh. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận và vui cho sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản thanh tịnh rồi, lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến cho con người ta dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ đôi khi chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí chỉ vì sự đố kỵ mà con người ta có thể biến chất trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới. Thứ sáu, nhân từ với tất thảy mọi người. Hãy nhớ luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kể cả kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ riêng. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với mọi người, vì mỗi người đều có những nỗi khổ riêng mà chỉ có họ mới hiểu thấu.
nếu có người ta nhìn nhận mọi việc bằng con mắt nhân từ và sự tốt đẹp, thì cuộc đời ta cũng sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can chúng ta sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà chúng ta dành cho người khác. Thứ bảy, vạn sự tùy duyên. Bàn tay ta vuông đắp, thành bại thuộc vào duyên. Dính nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy tất cả sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi. Chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí, mà chính là tự bồi dưỡng cho bản thân một tâm thanh tịnh trước mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời. Mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thanh tịnh chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay là u ám, đường đời có gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được bình an và thanh thản. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì cuộc sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì cũng nên buông bỏ, thuận theo duyên. Hết thảy đều sống thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, thanh thản nhất. Lời Phật dạy về giác ngộ cho tâm thanh tịnh giúp ta hiểu được rằng con người ta dù phải sống trong nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm thanh tịnh, miệng không khẩu nghiệp thì luôn tìm được những niềm vui, hạnh phúc từ nhiều điều đơn giản nhất. Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn, gạt bỏ những căng thẳng nhỏ, xử lý mọi việc với một cái tâm thanh tịnh sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức, nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt. Hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông. Thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết, khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa, thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày, nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng, người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường
cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi thông minh giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên, những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn, thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi giả, những sự đấu tranh không cần thiết, cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo
thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào, cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong tám món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống, cháo mền khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ tám, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ chín, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản, nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, các phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung
vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý. Chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phúc báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phúc báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phúc báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Sự tích tháng Du Lan Báo Hiếu. Tháng 7 âm lịch hàng năm, người ta hay gọi là tháng Du Lan Báo Hiếu, hay còn gọi là tháng 7 cô hồn. Tháng Du Lan Báo Hiếu bắt nguồn từ sự thích về lòng hiếu thảo của ông Mục Kiền Liên đối với thân mẫu của mình. Vốn là một tu sĩ khác đạo, Mục Kiền Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, được liệt vào hàng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Sau khi đã chứng quả A-la-hán, Mục Kiền Liên nhớ về mẫu thân, bèn dùng tuệ nhãn nhìn xuống cõi khổ và thấy mẹ mình đang bị đọa vào kiếp ma quỷ, tức là quỷ đói, ở nơi địa ngục A Tỳ. Nhìn thân mẹ tiều tụy, đói không được ăn, khát không được uống, Mục Kiền Liên vận dụng phép thần thông đến với mẹ và dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng ác nghiệt làm sao, những hạt cơm cứ đến gần tới miệng mẹ thì bỗng quá thành lửa. Không có cách nào khác, Mục Kiền Liên trở về bạch chuyện với Đức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật cho Mục Kiền Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông phải sinh vào đời ác đạo làm loài ngạ quỷ. Phật dạy một mình Mục Kiền Liên thì vô phương cứu mẹ, mà phải nhờ đến quy đức của chúng tăng khắp nơi đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi mới được. Mục Kiền Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các chị đã đạt được sáu phép thần thông. Nhờ công đức chú nguyện của các chị này thì vong linh mẹ Mục Kiền Liên mới thoát khỏi khổ đau. Phật lại dạy Mục Kiền Liên sắm đủ các món thức ăn, hương dầu, đèn nến, dâng cúng các vị chư tăng vào đúng dịp rằm tháng 7, lập đại tràng để cầu nguyện trước khi thọ thực. Các vị chư tăng sẽ nhất tâm chú nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Mục Kiền Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả nhiên, dông mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sinh về cảnh giới lành. Phật tử Trung Hoa gọi lễ cúng này là phóng diêm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ.
cho loài quỷ đói miệng lửa. Nhưng nhân gian thì hiểu rộng ra và nói trái đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Vì cúng bái cô hồn có liên quan đến một câu chuyện giữa ông Anan và một con quỷ miệng lửa Diêm Khẩu. Câu chuyện như sau. Một buổi tối, Anan đang ngồi trong tỉnh thức thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng 3 ngày sau, Anan sẽ chết và luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó. Anan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói, ngày mai không phải thế cho bọn ma quỷ chúng tôi, mỗi đứa một bọc thức ăn và soạn để cúng dường tam bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên. Anan bèn đem chuyện bạch với Đức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú gọi là Cứu Bạc Diêm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni. Anan đêm tụng trong lễ cúng và được thêm phúc thọ. Tục cúng cô hồn bắt đầu từ sự tích này, nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là phóng diêm khẩu, với nghĩa gốc là thả quỷ miệng lửa. Về sau lại được hiểu rộng ra và nói trái đi thành cúng thí cho những vong hồn vật vờ, hay còn gọi là cô hồn. Tín ngưỡng dân gian cũng lưu truyền một sự tích khác về quỷ đói. Tương truyền có một gia đình giàu có, nhờ bán nước mía. Một hôm, có một nhà sư tới xin nước mía để về chữa bệnh. Người chồng đi vắng dặn vợ ở nhà tiếp đãi nhà sư cẩn thận. Nhưng bà vợ tham lam keo kiệt đã lén đi tiểu vào bát của nhà sư, sau đó trộn chung với nước mía. Nhà sư tinh thông biết chuyện, đã đổ bát nước đi và bỏ về. Sau này người vợ chết đi do tội lỗi của mình, nên bị đầu thai thành thứ quỷ luôn luôn đói khát, sống ở nơi bẩn thỉu nhớp nhúa, gọi là quỷ đói. Để xoa dịu lấy lòng ngạ quỷ và các cô hồn, người ta tổ chức lễ cúng cô hồn. Trong lễ này đều tuyệt đối bị cấm xơ vào thức ăn trên mâm cúng như gạo, cháo, muối. Người xưa lý giải rằng làm như vậy là chọc giận ma quỷ, chúng sẽ gieo rắc căn bệnh bí hiểm lên người phạm thượng. Ngoài ra, khi đốt vàng mã hối lộ cho các loại quỷ, ông bà xưa cũng cấm con cháu bước lên hoặc lại gần dùng đốt lửa. Nguyên nhân là gì? Lửa sẽ mở ra cánh cửa vào thế giới linh hồn, nếu chẳng may giẫm phải sẽ bị quỷ dữ lôi kéo trêu ghẹo. Làm thế nào để tránh tà cho 12 con giáp trong tháng 7 cô hồn? Tuổi Tý sinh tháng 11 âm lịch. Chuột vốn dĩ kích hoạt động về ban đêm. Tuy nhiên trong tháng cô hồn nên hạn chế, nhất là những người sinh vào tháng 11. Theo lịch âm lại càng phải lưu ý. Tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Phàm là những người tuổi Hổ mà sinh vào tháng 7 âm lịch thường tính tình vui buồn thất thường, tâm tính bất ổn, dễ bị ngoại cảnh tác động, càng dễ bị âm khí xâm lấn gây nhiều nguy hiểm. Vì thế tốt nhất người này nên ở trong nhà để né tai họa bất ngờ trong tháng cô hồn. Tuổi Mùi sinh vào tháng Chạp. Người tuổi Mùi sinh vào tháng Chạp thường xuyên có cảm giác bất an lo lắng, ra ngoài gặp phải hiện tượng kỳ lạ, càng ảnh hưởng tới tâm lý, nhất là trong tháng cô hồn. Vì thế, tốt nhất bạn nên tránh đi đêm để hạn chế điều phiền muộn. Tuổi Dậu sinh vào tháng 2 âm lịch. Đa phần những người tuổi Dậu sinh vào tháng 2 âm lịch khá nhạy cảm, trái tim lại vô cùng yếu đuối. Tháng 7, nhiều ấm khí lại không có lợi cho người này. Vì thế, kiêng đi đêm tháng cô hồn được thì càng tốt. Người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi và giờ Tý. Những người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi tức là từ 21 giờ đến 23 giờ và giờ Tý tức là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Mệnh khí tự thân dưỡng âm, dương khí không đủ nên ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối trong tháng cô hồn để bình an vô sự.
Tổ Sửu sinh vào giờ Tý. Trong danh sách những con giáp kiêng đi đêm tháng cô hồn, chắc chắn sẽ có người Tổ Sửu sinh vào giờ Tý, tức là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Người này mệnh khí đã suy yếu, càng nhạy cảm với âm khí. Người này rất dễ nhìn thấy những hiện tượng lạ, bị chúng làm phiền nhiễu. Vì thế trong tháng ma quỷ, tốt nhất người này không nên đi ra ngoài vào buổi đêm. Trong trường hợp bắt buộc, nên có người nhà đi cùng. Tuổi Tỵ sinh vào giờ Ngọ. Những ai cầm tinh con rắn mà lấy sinh vào giờ Ngọ, tức là từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa, tinh lực yếu, dễ bị âm khí xâm nhập, khiến sức khỏe càng suy giảm, cũng cần hạn chế ra ngoài trong tháng 7 âm lịch. Tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch. Thể trạng của những người tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch khá yếu, lại thường xuyên bị tiểu nhân dây hãm, nhiều chuyện muộn phiền. Để tránh tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng, người này nên hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm trong tháng cô hồn. Ngày xá tội vong nhân bắt nguồn từ tích cũ của Trung Hoa, gắn liền với truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan để ma quỷ trở lại cõi trần gian, và đến rằm thì tất cả phải trở về, cửa địa ngục sẽ đóng lại. Ngày nay mâm cỗ cúng cô hồn thường có một đĩa muối gạo, 12 chén cháo trắng nấu lòng hoặc cơm trắng 3 giắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, mía để nguyên vỏ và chặt thành từng khúc nhỏ, độ dài 15 cm, bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá, bổng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, hoa quả 5 loại, 5 màu ngũ sắc, nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ, chú ý không cúng xôi gà đồ mặn. Khi rải tiền vàng ra mâm, để bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng từ 3 đến 5 hoặc 7 cây hương. Bài lễ và cúng ngoài trời dưới đất. Sở dĩ cháo không thể thiếu cháo loãng, vì dân gian quan niệm rằng những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp, nên cũng không thể nuốt được những thức ăn thông thường. Muối và gạo sau khi cúng xong phải rải xuống đường, mang ý nghĩa tiễn cô hồn đi. Như vậy, những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn đều thiếu cơ sở khoa học, chỉ là thói quen và tâm lý có kiêng có lành của người Việt. Vì thế, cúng cô hồn vào thời điểm nào trong ngày để người dân thực hiện việc cúng lễ rằm tháng 7 đúng đắn nhất? Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ đã từng dạy rằng ngày rằm tháng 7 không phải ở chỗ mâm cao cổ đầy, mà là ở thái độ và lương tâm của mỗi người. Trong ngày này, các gia đình nên lên chùa làm lễ du lan, cầu siêu tỏ lòng báo hiếu đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên vào ban ngày. Sau đó, về nhà làm một mâm cơm chay, thắp hương lên bàn thờ Phật và bàn thờ người thân. Còn việc thiết lập mâm lễ cúng cho những cô hồn chưa siêu thoát nên thực hiện vào buổi chiều tối. Mâm lễ cúng nên đặt ngoài sân, không đặt ngoài bầu cửa. Nếu không muốn cúng cô hồn tại nhà, có thể cúng tại chùa. Dịp việc cúng rằm tháng 7 tại tư gia nên thực hiện theo các khóa lễ sau: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực, cúng cô hồn và phóng sinh. Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí, đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn
cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực, làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười, gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí, gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại, mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội,
sao mang hồn cô liêu. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau, phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ, công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn, qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bạn thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên
chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược. Cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Này bạn, đời dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trái tài gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng, gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn, va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung, dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành, danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ, xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh, ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do, khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công, hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Cái tôi thường thấy tổn thương khi đời chê bai xúc phạm. Mặc kệ, cứ để nó buồn, đừng trốn chạy, đừng đeo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu. Biết vui nào rồi cũng cạn, bao làn sóng cả chìm sâu. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui, lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát, giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.
cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết. Không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào, phải chăng xa vắng ồn ào lặng im, ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng bình yên chính là. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét. Nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình, thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khác không phải là nhấc lên mạnh, mà là để xuống nhẹ. Kính không phải là đối với trên,
mà là xử với dưới. Đẹp không phải là hút người vào mà là giữ người ở lại. Xấu không phải tại gương mặt mà ở tại cách sống. Buồn không phải do bên ngoài mà là ẩn ở bên trong. Vui không phải do có thật nhiều mà là do buông xả. Khéo không phải tạo điều to mà là làm điều nhỏ. Hay không phải là ngạc nhiên mà là sự thú vị. Thước đo của đời người không phải thời gian sống mà là sự tỉnh thức và cống hiến. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng trần cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu, ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên,
ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ, lúc cảm thấy lẻ loi có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Một mình có thể sẽ hơi buồn, đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn, đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi, đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi, không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối, đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực, đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ,
lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao, trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa, đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận. Cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt, cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo để không phải hối hận trong những ngày tháng sau
của cuộc đời. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người đã hiếu kính, còn nơi để quay quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành. Cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Khi con cháu không làm phiền bạn nữa là lúc chúng đã trưởng thành, rời xa vòng tay bạn. Lúc cha mẹ không còn làm phiền bạn nữa, rất có thể họ đã không còn trên cõi đời này. Nếu người yêu không làm phiền bạn nữa, chắc hẳn họ đã có người khác để tìm đến. Bạn bè cần nhưng không phiền bạn nữa, phần nhiều đã có sự ngăn cách nào đó không thể vượt qua. Thật ra trên đời, con người luôn cần có nhau để giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhờ những lúc qua lại giúp đỡ đó mà hóa giải bao muộn phiền, nảy sinh sự gắn bó, kinh qua những trải nghiệm thú vị, hiểu biết thêm nhiều tri thức mới. Đấy chính là cuộc sống. Vì thế, hãy trân trọng những người đang làm phiền bạn, và hãy cảm ơn nếu ai đó từng tìm đến bạn. Khi đã có cho mình ước mơ thì đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc. Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần, đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang cần gì và muốn gì. Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được, thất bại mấy mươi lần là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có thế nào cũng đừng vội vàng nản lòng. Sinh ra không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Phụ nữ thông minh nên biết rằng những thứ không thuộc về mình hoàn toàn thì chớ dại dây vào. Còn những thứ vốn dĩ đã là của mình thì không cần mất quá nhiều sức lực và tâm trí để mong có được nó. Nhất là đàn ông, họ cũng giống như chúng ta, có suy nghĩ, có con tim, có trí tuệ, chứ không phải là đồ vật vô tri vô giác mà phải đợi chúng ta chiếm đoạt. Chiếm đoạt được thì chắc gì đã giữ gìn tốt. Cái gì tự nguyện thuộc về mình mới đáng được trân trọng, vì lúc đó họ đã toàn tâm toàn ý với mình. Nếu giành giật mới có được tình yêu và trái tim từ một người nào khác thì đó không còn được gọi là tình yêu. Sự tự nguyện mới có được lòng tin. Sự thành thật trong tất cả mọi vấn đề mới có thể giúp cả hai giải quyết được mọi mâu thuẫn. Nếu giành giật được từ tay người này thì trước sau gì cũng có người khác giành lại từ tay mình. Trong cuộc chiến này, không phải ai giành giật cao siêu hơn thì sẽ thắng cuộc. Có được người đàn ông như mình mong muốn và tình yêu mà mình hằng mong ước. Cốt lõi, đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ mới chính là vấn đề. Đàn ông dễ dàng để người con gái khác có được tình yêu của mình thì không bao giờ có thể chung thủy trọn vẹn tình sâu được. Gặp đúng người thì trao đi tình yêu dễ dàng là chuyện tất yếu. Nhưng gặp ai cũng rung động, cũng muốn yêu thương, cũng muốn bên cạnh đối phương thì đó là sự dễ dãi. Tất cả chỉ cách nhau trong gang tấc, và tình yêu đích thực cũng vì lẽ đó mà mất đi một cách không thương tiếc. Đến khi kịp nhận ra thì tình yêu đã không còn tồn tại nữa. Những người không thật tâm với mình thì chớ nên đặt kỳ vọng. Có những thứ dù cố gắng tỏ ra bao dung nhiều đến đâu vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng
Phản bội là phản bội, lừa dối vẫn luôn là lừa dối. Yêu một người không biết trân trọng bạn thì họ cũng sẽ không biết trân trọng những người phụ nữ khác. Yêu một người không biết cô gái của mình đã bao đêm rơi nước mắt thì chắc chắn nước mắt của những cô gái xung quanh họ cũng chẳng hề thấm tháp gì. Cái mà người ta trân trọng nhất cũng chỉ có bản thân ấy, con người ấy. Đó là bản tính ích kỷ của một con người. Thương thì rác bỗng thành hoa, ghét dù hoa đẹp chỉ là rác thôi. Thương thì vật hóa ra người, ghét người xem chẳng khác loài vật kia. Thương xa cách mấy cũng kề, ghét bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng. Bởi thương bởi ghét vô cùng nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau. Vui thì hoa héo tươi màu, buồn dù rộn tiếng cười sau vẫn buồn. Vui đời bóng đẹp lạ thường, buồn ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng. Vui ngồi hát giữa vô thường, buồn nhìn quanh những tấn tuồng thở ra. Vui nghe chửi giống bài ca, buồn bao tán thán suýt xoa vẫn buồn. Nắng mưa còn có ngọn nguồn, buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trường ô. Vui buồn muôn kiếp sống xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Đôi khi cần biết dại khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toán, để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
đôi khi 9 bỏ làm 10, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi, để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay chừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chu mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toan cánh cửa chân như bước về. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ. Vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình, và sống những ngày tháng đáng tự hào. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng. Có khi mưa gió, có lúc quang đạn, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng. Vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng
là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Một đoạn đường nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm: nhận lòng tốt ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết, nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắc trong đời. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau, hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn, đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi. Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ, để lay động hàng ngàn trái tim
hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận, bẻ bàng. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục, không có phiền não khổ đau sao gọi là cuộc đời. Đời mỗi người đều có hai con đường: một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ; hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa; chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra người bị hiểu lầm không hề mất mát gì, kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút.
Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gần, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000%. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy. Người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn.
thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật. Và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đãng. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận
chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngẫm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồn quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống